Ngày hôm nay sẽ giới thiệu cho các bạn các cái mẫu khuôn silicon. Thì cái mẫu khuôn này các bạn có thể làm chữ trang trí dưa dừa bưởi và tạo hình trang trí lịch, trang trí các cái sản phẩm mỹ nghệ vân vân. Nó có nhiều rất là mẫu. Ngày đầu tiên là cái mẫu Tam Đa Phúc Lộc Thọ. Đây là mẫu Quan Thế Âm Bồ Tát. Đây là mẫu thuyền Thượng Buồm Xuôi Gió. Đây là mẫu Thần Tài. Quỳnh Hoa Phú Quý, đây là mẫu Phát Tài, đây là mẫu Hoa Đào, đây là mẫu Hoa Mai, đây là các mẫu Hoàng Sự Như Ý, đây là mẫu hình Phụng, đây là mẫu Xuân Phúc Ngọc Thọ, đây là mẫu Phật Di Lặc Vạn Sự Như Ý. Đây, các bạn thấy mẫu rất là đẹp. À, đây là mẫu tượng các cái linh vật, cái con vật Tết Hổ Nhâm Dần. À, đây là mẫu chữ chư Pháp Phúc Lộc Thọ Phát Tài nha, chư Pháp. Đây cũng là một cái mẫu chữ chư Pháp Phúc Lộc Thọ Phát Tài kiểu 3D. Rồi đây là mẫu chữ Phúc Lộc Thọ Phát Tài hình đầu rồng, rồng bộ Phúc Lộc Thọ Phát Tài. À, đây là mẫu chữ Phú Quý Phát Tài. Đây là mẫu hình rồng. À, đây là mẫu cặp ngựa mã đáo thành công. Rồi, đây là mẫu hình cặp phụng. Đây là các bạn thấy là mẫu hình cặp rồng. À, các bạn có thể là sử dụng rồng, cặp phụng. Đây là tổng quan các cái loại mẫu hiện có. À, các bạn có thể là muốn mẫu nào thì sẽ chế tác tạo hình ra cái mẫu đó. Bất kỳ cái mẫu nào đặt mẫu thì chúng ta sẽ có các hình để chúng ta thực hiện. Và các bạn thấy là các cái mẫu khuôn này được tạo hình ra từ chất liệu silicon. Và các bạn chỉ sử dụng cái khuôn này để các bạn đổ ra các cái loại tượng trang trí nha. Các cái chất liệu đổ thì các bạn có thể đổ bằng nhiều các cái chất liệu khác nhau để tạo hình tượng trang trí các sản phẩm. Rồi các bạn có cái nhu cầu về khuôn silicon thì các bạn có thể inbox để ghi lại thông tin để liên hệ. Và các bạn muốn tạo hình, tạo các cái mẫu khuôn silicon để làm chữ, để trang trí dưa, trang trí dừa, trang trí bưởi hoặc là các cái sản phẩm mỹ nghệ thủ công thì các bạn có thể liên hệ để chọn hình, chọn mẫu và tạo hình, tạo mẫu lên khuôn silicon để các bạn chế tác các cái sản phẩm của mình. Và đây là giới thiệu các bạn tổng quan về các cái loại khuôn silicon. Nếu các bạn có nhu cầu thì các bạn cứ liên hệ để chúng ta có những sản phẩm ưng ý, sản phẩm theo yêu cầu và sản phẩm theo nhu cầu để các bạn trang trí sản phẩm cho đẹp. Các bạn có nhu cầu thì các bạn để lại thông tin. Các bạn nhớ like, share và chia sẻ các cái bài viết này để ai mà có nhu cầu thì chúng ta liên hệ, có những cái sản phẩm trang trí đẹp vào các cái dịp lễ và cái dịp Tết để chúng ta trang trí trưng bày các cái sản phẩm theo ý thích của mình. Chúc các bạn sẽ chọn được sản phẩm thích hợp và trang trí được các cái sản phẩm đẹp từ những cái sản phẩm thủ công tinh tế và đẹp mắt. Và đây là một số cái sản phẩm tượng được đổ từ khuôn silicon. Đây các bạn thấy là rất nhiều mẫu chữ và mẫu tượng.